Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh BC08 vừa kiến nghị ngành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu dỡ bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, hay còn gọi là vòng xoay Điện Biên Phủ quận 1, để tổ chức giao thông cho xe đi theo đèn tín hiệu qua giao lộ. Theo phòng PC08, tình hình giao thông tuyến Điện Biên Phủ đoạn vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn biến phức tạp, đặc biệt vào giờ cao điểm, lưu lượng xe đi hướng từ cầu Sài Gòn đến vòng xoay tăng, thường xuyên xảy ra ùn ứ, nên việc dỡ bỏ vòng xoay trên sẽ giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi cũng như việc quản lý hạ tầng giao thông được đảm bảo. Đồng thời, đơn vị này cũng kiến nghị các cơ quan phối hợp giải quyết bất cập tại các vòng xoay trên. Tuy nhiên đến nay, các bất cập chưa được giải quyết. Việc dỡ bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ hướng từ cầu Sài Gòn đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm được PC08 đề xuất nhằm giảm ùn tắc thường xuyên tại khu vực.